Khoan đã, chẳng phải đây chính là những hành vi của Heo Team? Và không lẽ Heo Team đã biến thành những kẻ ăn thịt người sao? Wait, what? Xin chào, mình là Current đây. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với một video. Nếu Heo Team biến thành những kẻ zombie ăn thịt người, ngày hôm nay mình đã biến thành một đứa trẻ 5 tuổi. Và hiện tại mình đang sống chung với lại hai kẻ ăn thịt người. Và thực sự mình rất sốc vì điều này. Nhưng một điều cực kỳ lạ đó chính là hai kẻ ăn thịt người này lại không nhận ra mình, mà hắn vẫn còn tưởng đâu mình chính là con của hắn. Và bọn chúng đã dạy cho mình cách đi săn mồi, cách trồng trọt và nhiều thứ khác nữa. Và cho tới giây phút cuối cùng, bọn chúng đã nhận ra mình chính là con người. Liệu số phận của mình sẽ về đâu đây? Và chúng ta hãy cùng chờ xem câu chuyện sẽ như thế nào nha. Anh ấy, nếu bạn lần đầu xem video này thì đừng quên để lại cho mình một nút like, share và bấm subscribe. Và các bạn đừng quên lắp cái chuông nha. Còn bây giờ thì bắt đầu video tên nào, let's go. Em ơi, trời tối rồi em yêu ơi. À, trời tối rồi hả? Trời trời tối nhanh dữ ta. Bây giờ tối nè, bây giờ mình hai tụi mình đi kiếm ăn nha chồng yêu. Nha. À, bây giờ okay, rồi. Em cho anh mượn cái gì của em cướp được con của con người đi. Hôm qua em cướp hay quá luôn, cho anh mượn đi. Rồi ok ok, vậy bây giờ em kể nha nè. Hôm qua mình ăn bò rồi, đừng dứt bò nữa nghe. Bò ăn ngán rồi, ăn cái gì cho mới mới đi chồng ăn yêu. Bò ăn thế thì ăn gấu không? Mà thôi gấu ăn thịt vịt gà đi cũng được nè. Trời ơi, ăn nhiều mỡ lắm, cái gì nó ít mỡ tí đi anh. Cho cái gì khác thôi. Ít mỡ thịt người là ít mỡ đó em. À đúng rồi, ăn gì chán vậy. Từ rất là tài, bây giờ em muốn ăn gì ta, ăn thịt dê được không anh? Dê ngon nè. Thịt dê ngon. Dê hả? Dê dai lắm. Trời ơi, nhưng mà nó ngon, em thích được không? Anh có muốn đi giết không? Em giỏi á. Rồi, biết rồi, em yêu nói gì cũng được. Đây, đi, anh đi kiếm cho, khổ quá. Ok. Em yêu, anh thấy là thịt dê đằng này nè, em yêu ơi, đằng này. Ủa, từ, anh yêu, anh ơi. Xì tóc, lùi xe. Cái gì đây vậy? Đây là cái gì vậy? Cái này hình như là con người thì phải. Nhưng mà cái này có hơi bé không ta? Con người hả? Ủa gì cây? Em nhớ con người đó bự lắm mà ta, bự lắm luôn ấy. Đâu phải bé xíu này đâu trời. Cái đứa này bé xíu này. Ê, tính là bé xíu này ăn không đủ dính răng đó em ơi. Hay thôi mình kể mặt bỏ mặt nó đi. À đúng rồi. Ôi kêu nó dậy quá, nó là cái gì? Lỡ nó không phải con người sao? Nhìn lạ lắm. Vậy Ôi, vậy vậy định đang ngủ ai kêu vậy trời. Ơ trời ơi, trời ba mẹ ơi, ba ơi mẹ cái gì vậy ba mẹ đúng rồi, ba mẹ what happened? Nó và anh là ba nè em, đúng rồi á. Ủa sao đúng rồi luôn mẹ, đúng rồi ba mẹ đó theo cái gọi là cơ sở của con người ấy em. Nếu mà gọi là ba là mẹ thì tức là bọn mình đẻ ra cái đứa này hả? Anh nhớ là mình đã đẻ con bao giờ đâu mà có con ta? Ai biết? Có khi nào đây là con rơi mình không? À, trời, ba mẹ, trời tự nhiên rồi ba mẹ để con ngủ ngoài đường một mình vậy gì kỳ vậy ba mẹ? Sao không dẫn con về nhà ngủ đi trời? Ủa gì kỳ ta? Ủa mình có con mà không biết trời? Như trời không? Anh nghĩ mà mình là ba mẹ thì chắc là mình là ba mẹ đó thật á. Đúng rồi, ba mẹ. Để con nó, trời ơi, anh đi đâu mà để con để rơi rớt đây vậy? Trời đất ơi, gì kỳ công vậy? Trời đất ơi, trời, ba mẹ dẫn con về nhà, con mệt quá, con đói bụng mà ngủ quá, ba mẹ ơi trời. Rồi. Thôi thì đưa về nhà, trời ơi, thời gian xanh mà. Rồi, nó có thêm ba mẹ nè. Đi ơi. Đi rồi, leo đầu rồi nè, yeah. Được chưa nha. Rồi xuống nè, đó, trời ơi, bình tĩnh thôi, đó, trời ơi. Ủa gì kỳ vậy? Em yêu ơi, gì? Gì em anh? Để cho thằng bé nó tự đi đi, em lại cóc bé làm gì trời ơi, đau khổ em ơi. Nói gì? Trời ơi, con nít, cầm nó chứ. Đúng rồi, con là con nít mà, trời đất ơi, con là con nít mà ba nói gì ba. Ủa nhưng mà sao ba mẹ kỳ vậy, sao ngay cũng có cái màu xanh xanh kỳ kỳ vậy? What? Ủa? Con không có màu xanh, ừ vậy. Không có màu xanh hả? Ủa kỳ vậy, cho mình không có màu xanh vậy, ủa cho ba mẹ lại gì giống gì vậy, kỳ có màu xanh vậy. Trời ơi, kỳ lạ mới á, chắc hai tụi mình đẻ chủng mới á con ơi. Chắc là con hát biệt hai ba mẹ. Ủa đó, con chắc là loại tiếng Hóa. Ủa hả? Trời có biết gì đâu. Ôi mẹ ơi, ba con đói bụng quá. Trời có gì ăn không mẹ? Trời ơi, mẹ con. Để cho tôi còn món ăn gọi là ngon nhất là sở thích của tôi là thịt bò. Ăn đi con. Vậy món này là món thịt bò đấy hả? Gì kỳ vậy? Đâu ăn thử đây. Ấy trời ơi, nó không biết đâu. Gì ba, trời ba, rồi ăn món gì dở vậy trời. Thiệt tình luôn cái món gì nó dở.
cũng ăn thịt bò dở lắm. Thôi để mẹ cho nè, mẹ là cho đồ dinh dưỡng hết con. Đây, con dở kêu nè, thịt heo nè, cá nè, đó, khoai tây thối rửa nè, đó, họ ngon nhất con. Đồ ăn dở quá mẹ ơi, con muốn uống sữa. What the hell? Ui, nó khó chịu quá em gái. Uống từ từ, Jimmy sao uống sữa ta? Có gì kỳ, mắt mày uống lạc ta. Sữa hả? Tính ra từ bé lớn là mình có bao giờ uống sữa đâu ta. Đồ ăn dở quá, không ăn đâu rồi ơi. Đi kiếm đồ ăn cho con rồi, bà mẹ đi kiếm đồ ăn cho con rồi. Trời đất ơi, thôi thôi chịu nó đi, nó con mình mà. Thôi chịu đi sữa đúng không? Trời sữa nó đi lấy đâu đâu ra dành. Em cũng mất sữa đâu ra luôn á. Anh đi lấy đi. Thì tất nhiên là anh là con đó, à quên anh là cha nó đúng không? Đúng rồi, kiếm sữa đi. Ba con mà, đúng rồi, ba con phải đúng rồi làm cha phải đi lấy sữa cho con chứ. Đúng rồi. Ủa, thì nghĩ sao tự nhiên bắt anh đi làm, anh có thể đi kiếm thịt cho em cả đời. Nhưng mà anh làm sao lại bắt anh đi kiếm sữa cho nó chứ? Ngoan trời ơi. Thôi ba ơi, đi lấy sữa cho con, ủng bác mẹ. Trời ơi, mẹ ơi, ba lấy sữa cho con nè. Được rồi, rồi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ông đây ông, đây anh em, khỏi tôi đốt bây giờ. Ủa được nè ông nội ơi, trời ơi, sữa, cái gì sữa, 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 sữa
trời ơi, thấy không? Anh bảo này nè. Từ nãy giờ anh thấy là anh nuôi nó hơi bị vất nha. Là bây giờ anh bỏ mặc nó ở đây đi, kệ cho mấy cái anh đồng hương kia muốn ăn thịt nó. Anh giúp đi. Mình mà ăn, trời đất ơi, nó là con mình mà sao bỏ nó được? Trời đất ơi, là trời. Trời ơi, nó mà còn giúp mày còn kêu ca ồn nào các thứ này còn mắng mày. Ôi. Hết hồn trời, nó nhỏ với con. Lũ mà trời đất ơi, ăn mệt ghê luôn. Thôi bây giờ anh không chăm thôi, anh đây, tôi chăm mình được không? Trời ơi trời. Bây giờ nha, tôi nói nha, bây giờ ông lo canh ăn con đi, bây giờ tôi đi lấy thức ăn cho con. Nhớ nha, cấm đi nghe. Nhớ nha. Mệt hết rồi. Tiếng này ai kêu gào gì mệt quá vậy trời. Ba. Gì ba đứa trong này vậy? Lấy lỡ mồm là mẹ giận rồi. Ủa gì vậy? Ủa sao mẹ giận làm sao? Thì lỡ mồm là mẹ giận nó. Bây giờ thành ra là giận, bây giờ ghét luôn rồi. Trời ơi, cái bò này. Mẹ đi xe kia. Ba không có được quýnh mẹ bò nha ba. Trời, con nói ba nghe là ba. Ba không có được quýnh mẹ bò là bạn của con nha. Còn ba phải bạn con đâu. Không phải bạn đúng không? Nhưng mà ta là ba ba. Trời, đúng rồi, ba con mà. Nãy giờ để con chỉ à. Ủa sao ba giờ bị mẹ giận rồi, ba không chịu đi xin lỗi mẹ đi, còn đứng đây chi vậy? Nhưng mà xin lỗi không có được, xin rồi, không có được. Trời ơi, sao kỳ vậy, chỉ xin lỗi không được, kỳ à. Thôi giờ để con chỉ ba nè, nha. Con á, tuy là mới là con nít vậy thôi nha. Chứ con gọi là cua gái hơi bị đỉnh, con gọi là biết cách gọi là làm người khác có thể hạ giận hơi bị đỉnh đó nha. Con như mày thì biết cái gì, sao đi chỗ khác chơi đi. Ôi mẹ con có xua quần trời, ba kính thường con ơi. Đây để con nói ba nghe nè. Bây giờ á, cách để khiến cho một người phụ nữ phải gọi là hết giận á, ba sẽ phải thật là chân thành. Ba biết chân thành không? Ba biết chân thành là gì không? Chân thành hả? Đúng rồi. Chân của cái tên là Thánh hả? Ba trời gì vậy ba? Trời ơi là trời, ba ơi là ba chân thành có nghĩa là... Ủa mà chân thành nghĩa là gì ta? Giờ biết không? À, nói chung là ba sẽ phải thật là đẹp trai, và sau đó ba chỉ cần nhẹ nhàng tới cái ghế vợ, và sau đó ba chỉ cần bảo em à, anh xin lỗi và tặng đó hoa này. Wow. Hoa này hả? Đâu hoa nào? Đúng rồi đó. Hoa này? Đúng rồi. Hoa này thì có cái gì đâu. Trời đất ơi. Hoa màu đỏ chết chết. Ôi trời, ba vậy không biết rồi, phụ nữ ơi, biết hoa nha. Giờ đây, để con nói ba nè, bây giờ ba đi thử đi. Ba thử xin lỗi mẹ rồi sao tặng cho mẹ đó hoa này đi. Chắc chắn là mẹ sẽ rất là thích luôn á. Tin được không ấy? Thôi rồi, lần này là tin nha. Tại vì mẹ nó giận quá trời luôn. Nhưng mà nếu mà không được thì cẩn thận với ba nha. Vậy con rất chắc chắn được rồi. Thôi đi con, lên đầu ba ngồi nè. Đi tới chỗ mẹ nào, let's go. À đây. Trời ơi, xin lỗi em. Nói thế nào con ơi, ba phải nói. Ê trời, cho ba biết cách đối như vậy. Sao ba gì kỳ vậy? Nói lại đi, con nghe lại coi. Giờ ba nói với mẹ là: chào em, anh đứng đây từ chiều. Nói vậy ba, đúng rồi hả? Nói mẹ đứng đây từ chiều, cái là không đúng em ơi. Ôi, trời đất ơi. Ba mày nói gì vậy? Ba mày nói cái gì vậy? Cô đi hầu vô. Chào em, anh đứng đây từ chiều, em biết lỗi rồi, em cho anh xin lỗi, tặng em bông hoa. Ừ, đó coi là trời. Nó cũng không có cái gì xin lỗi thôi hả? Nhưng mà không sao, nói chung là ông biết ông biết lợi tôi cũng mừng rồi. Không sao, thoát giận rồi nha. Trời đất ơi. Rồi. Từ đó rồi ba cứ khinh may là kiểu không biết gì mà được là mẹ cả được là ba vui rồi. Trời đã nói với ba rồi mà là con làm được. Nha. Thôi được rồi, từ bây giờ là ba chấp nhận con làm con của ba nhá. Bây giờ thì đi gọi là em yêu. Đến lúc rồi em ạ. Đúng rồi. Bây giờ con yêu ơi. Nha. Gì mà? Bây giờ con cần phải lao động thôi. Lao động? Ủa lao động là làm gì vậy? Đây, gọi là trên tổ sư nghề của zombie chúng ta từng dạy rằng chúng ta có biết ăn cũng phải biết làm, có làm thì mới có ăn, con hiểu không? Gì có làm có ăn. Ủa câu này quen hình như con nghe đâu rồi đó mẹ ơi. Thì đó, ông sư tổ và zombie nói chúng ta rằng có làm mới có ăn đúng. Bây giờ ba mẹ sẽ dạy con cách trồng trọt. À hay không? Cách trồng trọt. Trời ơi, em dạy cho anh có biết đâu. Trời ơi. Rồi. Vậy sao kỳ vậy, sao ba không biết trồng trọt? Ủa gì vậy? Thì mẹ con biết, mẹ con dạy đó. Cái gì vậy? Tôi nhớ tôi có dạy ông trồng trọt mà ta sao ông giờ không biết là sao? Ôi
y chang nhau luôn á trời, tức dễ sợ không à. Được không chân. Đầu tiên nha, bây giờ chúng ta cần đất nè con. Đây đất, có đất nha. Đó, bây giờ trồng thử nha con. Đây, có đất rồi nha, có nước rồi nha. Đây là cái này biết cái gì á? Cái này là gì? Cái này là cái gì vậy? Rồi bây giờ con biết không? Bây giờ ba hỏi ba chứ. Ba, đây là cái gì ba? Đây là cái gì? Đây là đây rồi nha. Đây là cỏ. Trời ơi, con nói ba nghe rồi. Ba ơi, con dù con hay ngu tí rồi mà con cũng không biết cái này chắc chắn không phải là cái cỏ. Ôi ba ơi, biết quá. Mệt sợ luôn. Ủa đây là cái cuốc, ông nội, trời ơi, để cho con nít nó chửi kìa. Trời nhục chứ. Xin lỗi. Mẹ ơi, giờ chọc chọc là mình làm sao? Rồi, bây giờ mình cuốc cái nhẹ đó ra đất màu nâu thì hay hơn. Rồi, bây giờ bước cuối cùng mấy con cầm nhạc giống nè con. Đó, nheo xuống, đó, thành một gọi là một cái ruộng ơi. Bây giờ con làm thử làm lại. Cái gì không? Nói chung là không sao. Gieo xuống đó là xong rồi. Đó, thấy chưa? Hiểu chưa? Ôi trời ơi, mấy cái trò này đây, đây, đó rồi. Thử làm coi nhớ không? Đó, coi nhớ không? Đây, để con làm. Nè, ba. Mình con thể hiện nè, ba. Ba coi là đàn con của ba nè. Ông thấy con mình giỏi không? Ông tới đây coi. Trời ơi, đứng gì xa vậy? Không bà, tôi nghĩ lại rồi. Nó là đàn ông con trai. Đàn ông con trai thì không thể nào mà chỉ biết trồng trọt. Thế là không được rồi. Lại đây con trai. Trời ơi, mẹ thấy con giỏi mẹ. Trời đất ơi, làm được luôn nè. Trời ơi, mơ đi. Lại đây, bà bảo đây. Ủa gì? Mình là đàn ông. Mình phải mạnh mẽ. Chúng ta phải tập đi săn thịt. Gì? Cũng hay. Săn thịt thì mới giúp mình. Ủa, săn thịt là sao? Ăn thịt là kiếm thịt nè, con ăn thịt nè, con ăn thịt thấy ngon không? Đấy mà nó ăn thấy ngon đúng không? Đúng rồi, phải ăn thịt, phải biết săn thịt, phải ăn thịt. Đó. Ủa gì kỳ vậy? Mình là con người, mình phải đi ăn đồ, rau củ rồi. Hả? Con người đó bà, con người, có cái gì kỳ vậy? Dành cho mẹ nó thôi. Còn mình là con trai, mình là zombie man, mình phải đi săn thịt thì là mới gọi là chốt nhở. Đi săn thịt đây con trai, một miếng mồi ba đã chọn cho con sẵn một cái miếng mồi nhỏ nhỏ rồi đây. Con hoàn toàn có thể săn được cái con này. Săn đi gà. Đúng rồi. Là nó chết. Cái này là bạn gà mà. Ủa săn là sao vậy bạn gà mà? Ủa ba định dẫn bạn gà về. Đây là đồ ăn. Ủa thôi ba dẫn bạn gà về chơi với con đi. Ơi gì mà trời trời, đây là con gà. Đây là con gà. Ừ, cũng ngon thiệt bay. Ngon thiệt mà. Đó. À, trời ơi, ngon quá. Trời ơi. Đúng ta. Nhỏ ta cũng thích ăn thịt bò đó. Bây giờ là đi lên. Ôi, các bạn gà đây đấy này. Chào bạn nha. Đúng rồi. Để ba lượm cho con nào mà to múm múm một xíu. Ôi, bạn gà. Con này. Đâu. Đi lên. Trời ơi, ăn miếng nó. Trời ơi, ngon quá rồi. Con này nữa. Tiếp tục con này nữa. Thử nó đi con. Khó khăn về sức mạnh, ba sẽ cho con cái này. Ủa này là gì? Đây là cái gì mà mẹ con cấp được đó? Đúng rồi, chiều của con người đấy con. Trời ơi, đâu đùa đâu, chiều con người chém cái chích luôn đó con, không đùa được đâu. Ủa là sao con hiểu dữ trơn vậy? Con cầm cái diều lên và sau đó chém cái con gà đi, con sẽ thấy con có một sức mạnh rất là mạnh mẽ. Trời đất ơi, con vừa mới đánh bạn gà luôn. Trời ơi là trời. Nhưng mà thịt con công nhận không? Không nhận thịt con à? Ai biết gì không? Ôi, mình đi đúng về nhà đi. Thôi. Đằng kia. Em yêu. Thịt kìa. Trời ơi, thịt chất lượng nè. Đây là thịt chất lượng luôn nè. Đó. Chất lượng. Này con, tới săn đầu này. Trời ơi, thịt này siêu chất lượng con.
con tới sang đi con. Bây giờ con ăn thịt gà thấy ngon đúng không? Nhưng mà thịt kia nó còn ngon hơn thịt gà gấp mấy lần luôn đó. Nhưng mà đó là con người mà. Hả? Ủa? Không phải thịt mà. Đó là thịt là đồ ăn. Ăn cho chúng ta, con không thể vi phạm đồ ăn được. Đúng rồi. Ủa? Cái đó là con người, đó là những người dân làng mà. Còn hồi nãy con quýnh bạn gà là để mình lấy đồ ăn. Nhưng mà chúng ta làm sao có thể làm hại những con người với nhau được? Gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy? Mình là zombie mà. Thịt mà. Zombie. Không, mình bị làm sao á em. Thôi kệ, bây giờ thì mình cứ đi săn đi. Nhanh trước khi mà họ biến mất. Không được. Nếu mà ba mẹ mà làm như vậy á là con bỏ nhà ra đi luôn á. Đi luôn nè. Không, bỏ nhà chắc. Kệ nó đi. Thịt là thịt, không có nhà. Săn thịt cho nó. Không được. Trời ơi, không được. Ba, chạy đi về. Đẩy ba về mới được. Đẩy ba về. Ủa gì con, bố bên đây. Con quyết định con sẽ đi đây, con không về cái nhà này nữa. Ủa con ơi,